bên này nhìn thấy không? Đây nha, bà thêm cũ nhìn vào đây nè. Còn cái mảnh giấy màu này bà bóp, không phải là bóp cái mặt này hôm qua mà màu này có xấu không? Chúng mình phải bóp cái mặt màu này ra bên ngoài. Đấy, còn hôm qua màu đỏ bên ngoài chưa? Rồi, sau đó sẽ chấm một ít keo nữa vào cái chỗ mà keo sữa vào đây, sau đó cô sẽ gắn keo sữa này khô. Sau đó thì cô sẽ làm một bông hoa màu khác nữa, cũng vô viên để cái màu này ra ngoài để bông hoa thật đẹp nha. Bóp, nhìn này, được chưa? Và sau đó cô sẽ chấm keo sữa vào đây. Và một bông hoa màu vàng nữa vào đây, đẹp không? Tiếp theo đó thì ở đây cô giáo đã chuẩn bị thì cái hình bông hoa ở đây rất là đẹp. Đây, cô giáo có thể dán vào đây. Ví dụ cô chọn trái tim màu hồng chẳng hạn, cô cũng chấm bôi vào mặt trước hay mặt mặt màu hay là mặt không màu? Đúng rồi, bôi vào mặt không màu, dán xung quanh để cho đẹp. Sau đó thì cô có thể xé lá bông hoa thì màu gì nhỉ? Màu xanh. Màu xanh gì? Xanh. Cô giáo xé này, xé lá này, thành được một chiếc lá chưa? Sau đó cô lại chấm keo sữa vào đây và cô dán lên đây, được lá chưa? Mái tóc ở đây.
Yeah.
Xin chào tạm biệt.